Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Toàn cảnh thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Những hình ảnh quý vị vừa theo dõi là các chuyển động ngoại giao ấn tượng nhất trong thế giới tuần này. Chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc và thật không hề quá khi báo giới nhận định đây là một chuyến công du lịch sử. Đây đã là lần thứ 10 ông Obama đến với châu Á trong thời gian tại vị của mình. Ông đã để lại nhiều ấn tượng trong chính sách đối ngoại của Mỹ với châu Á qua chuyến thăm đang được quan tâm rất nhiều này. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành vị tổng thống đương nhiệm Mỹ đầu tiên tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Sự có mặt lần đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới thành phố phải hứng chịu quả bom nguyên tử của quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai mang một ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Đứng trước những nạn nhân còn sống sót trong thảm họa bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima, Tổng thống Obama khẳng định thế giới có trách nhiệm chung ngăn chặn tái diễn những gì đã từng xảy ra ở Hiroshima 70 năm trước, đồng thời cho rằng ký ức ngày 6 tháng 8 năm 1945 không bao giờ phai nhạt. Chúng tôi đến đây để suy ngẫm về điều khủng khiếp đã xảy ra trong một quá khứ không xa. Chúng tôi đến đây để thương tiếc những người đã khuất. Không có từ nào có thể miêu tả được những đau đớn đó. Nhưng chúng ta chia sẻ một trách nhiệm chung, đó là phải nhìn thẳng vào quá khứ và tự hỏi cần làm gì khác đi để nỗi đau đó không xảy ra lần nữa. Tuy rằng không có một lời xin lỗi, nhưng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Hiroshima cho thấy một cấp độ mới của sự hòa giải và quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Nhật Bản và Mỹ, hai nước từng là cựu thù, nay trở thành đồng minh thân cận. Trước khi đến Hiroshima, Tổng thống Mỹ Obama đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển và hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển mở rộng. Hội nghị kết thúc với tuyên bố chung, trong đó có đề cập đến vấn đề Biển Đông, một vấn đề an ninh gai góc ở khu vực. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những tranh chấp này được giải quyết như thế nào phụ thuộc lớn vào cách hành xử của Trung Quốc. Đối với Biển Đông, chúng tôi chỉ muốn duy trì tự do hàng hải, tự do hàng không, bảo vệ trật tự quốc tế. Và tôi nghĩ điều này có lợi cho tất cả các bên, kể cả Trung Quốc. Nhà Trắng đã khẳng định chuyến công du lần này của Tổng thống Obama là lời khẳng định mạnh mẽ hơn nữa về chính sách tái cân bằng ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, Mỹ đề cao sự tôn trọng trật tự quốc tế, đó là chìa khóa để giải quyết những vấn đề an ninh nhức nhối hiện nay. Và đây là những phát biểu tại Hà Nội. Thế kỷ 20 đã dành cho tất cả chúng ta, không chỉ Việt Nam, một trật tự quốc tế và an ninh chung phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta đã xây dựng thông lệ quốc tế là tất cả quốc gia đều là quốc gia có chủ quyền, dù lớn hay nhỏ, phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, và nước lớn không được bắt nạt các nước nhỏ. Cũng tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố việc Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Bước đi này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quan hệ Mỹ-Việt, mà còn đối với di sản chính sách đối ngoại của Obama và tác động rộng lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương. Tôi đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đảm bảo cho Việt Nam có vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh. Chúng tôi mong muốn thể hiện rõ Hoa Kỳ bình thường hóa toàn bộ quan hệ với Việt Nam. Việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam được nhìn nhận như một động thái thực sự khép lại quá khứ chiến tranh giữa hai nước, mang lại sự thay đổi tích cực cho quan hệ Mỹ-Việt trong tương lai. Chúng tôi muốn nói một điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trước đây. Ngày hôm nay, hai nước đã trở thành bạn bè, đối tác của nhau. Tôi tin tưởng rằng những bài học trong chiến tranh sẽ là những bài học cho cả thế giới. Có những cuộc xung đột tưởng như không thể kết thúc, không giải quyết được, thì giờ đây quan hệ của chúng ta đã cho thấy có thể tạo ra sự thay đổi để có tương lai tốt đẹp hơn. Hòa bình bao giờ cũng tốt đẹp hơn chiến tranh. Với sự tiến bộ, những giá trị tốt đẹp của con người cần được thúc đẩy, chứ không phải là chiến tranh hay xung đột. Đây là điều mà hai nước đã chỉ ra cho thế giới thấy. Tổng thống Barack Obama đã từng khẳng định rằng tương lai của nước Mỹ gắn chặt với châu Á-Thái Bình Dương. Washington hy vọng sự gắn kết hơn nữa của Mỹ với khu vực này sẽ còn được tiếp nối.
Vâng, chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao để cùng phân tích thêm về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Trước hết, ông có bình luận gì về cái kết quả của chuyến thăm được đánh giá là rất thành công này của ông Obama tới châu Á? Vâng, cái chuyến đi thăm châu Á vừa rồi của ông Obama là chuyến thứ 10 nhưng cũng là chuyến cuối cùng trước khi ông ấy rời nhiệm sở. Cái điều đặc biệt là ông ấy chọn hai nước là Việt Nam và Nhật Bản. Đây là hai cái nước mà có một cái quá khứ cũng có rất nhiều vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ với Mỹ. Một cái điểm đáng chú ý là trước khi đi thăm ấy, thì trong nội bộ Mỹ phải nói họ cũng có những cái nhận định đánh giá rất là khác nhau. Và không phải ai cũng thống nhất quan điểm với phía chính quyền cũng như với cá nhân ông Obama. Nhưng mà tự chung lại sau cái chuyến đi thì có thể thấy là dư luận trong nội bộ Mỹ cũng như là dư luận báo chí đều đánh giá đây là một chuyến đi thành công. Thế còn tôi thì tôi cho rằng nó có ba cái điểm rất nổi bật trong cái chuyến đi này. Cái thứ nhất ấy là đây là một cử chỉ hòa giải. Và cá nhân ông Obama cũng như cái chính quyền Mỹ muốn giải quyết rốt ráo những vấn đề còn tồn đọng từ trước đến nay để đưa quan hệ Việt Nam-Mỹ cũng như là Mỹ-Nhật và với khu vực châu Á sang một cái trường mới. Cái thứ hai đấy là Mỹ muốn khẳng định lại những cái cam kết và cái chính sách tái cân bằng của Mỹ đối với khu vực để thực hiện nhất quán cái chủ trương chính sách này trong cái thời gian tới. Và nó tạo cái điểm thứ ba là nó tạo một cái tiền đề quan trọng cho các cái đời tổng thống tiếp theo việc thực hiện một cái chính sách mà tôi cho rằng là rất có lợi cho khu vực châu Á hiện nay. Vâng, trong khuôn khổ cái chuyến công du lần này thì có cái hội nghị thượng đỉnh G7. Việc G7 ra tuyên bố về an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông cũng như những tuyên bố tái khẳng định cái quan điểm của Mỹ về vấn đề này có ý nghĩa như thế nào với khu vực thưa ông? Vâng, theo dõi cái chuyến đi thì chúng ta thấy là G7 ra một tuyên bố rất mạnh mẽ về vấn đề an ninh an toàn hàng hải, trong đó có vấn đề Biển Đông. Bản thân Tổng thống Mỹ tại cái hội nghị G7 ông cũng nhắc lại những cái lập trường mà ông đã nói nhất quán không chỉ tại Việt Nam hay tại Nhật mà còn tại các nơi khác. Thì cái điều đó tôi thấy nó có ba cái điểm hết sức quan trọng. Cái thứ nhất ấy, là tuyên bố của G7 khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi của các quốc gia độc lập có chủ quyền và phải tôn trọng lẫn nhau trong cái chuyện trong quan hệ giữa các nước với nhau. Cái thứ hai đấy là cái tuyên bố của G7 cũng như của Mỹ nó phản ánh sự bất bình của Mỹ và của các nước công nghiệp phát triển về những hành động đơn phương, những hành động gây căng thẳng, đe dọa tới hòa bình ổn định và phá vỡ nguyên trạng ở khu vực Biển Đông cũng như là ở khu vực Biển Hoa Đông và các cái vùng biển ở trên thế giới. Cái điểm thứ ba đấy, ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh rõ là G7 hay Mỹ tuyên bố về vấn đề Biển Đông chủ yếu từ góc độ quản trị toàn cầu, tức là góc độ về an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không và góc độ luật pháp quốc tế. Và ở đây có một cái điểm là dù tuyên bố của G7 không nêu đích danh bất kỳ một nước nào, nhưng rõ ràng những cái quốc gia có liên quan, nhất là đối với Trung Quốc, thì họ cũng sẽ bị cái sức ép rất là lớn. Và các nước trong khu vực phải nhìn vào cái tuyên bố của G7 để có những cái điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Vâng. Có thể nói là với cái chuyến thăm lần này thì cái sự gắn kết giữa Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở nên bền chặt hơn như ý kiến của giới quan sát, thì ông sẽ nói gì về điều này? Vâng, đúng là như vậy. Thì sau cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng những cam kết của Mỹ trong khuôn khổ G7 cũng như trong khuôn khổ song phương đã được tuyên bố rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho dù ông Obama có sắp rời nhiệm sở thì những gì mà ông ấy để lại tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái tiền đề quan trọng. Nó đã xây dựng nên những cái nền tảng trong quan hệ của Mỹ-Nhật, của Mỹ với châu Á và của Mỹ với Việt Nam để tới đây các cái đời tổng thống tiếp theo cũng như nước Mỹ và các đối tác ở khu vực sẽ tiếp tục thúc đẩy. Và tôi kỳ vọng rằng đó là một cái mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt và có lợi cho cả hai bên cũng như có lợi cho hòa bình, ổn định và khu vực và trên thế giới. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, chỉ còn ít tháng nữa là nhiệm kỳ của ông Obama ở Nhà Trắng sẽ kết thúc. Có lẽ đây cũng là lúc để nhìn lại những gì mà chính quyền Mỹ làm được trong chính sách tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Barack Obama là người khởi xướng. Ông Obama có được gọi là Tổng thống châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ hay không? Điều đó phụ thuộc vào các thành tựu đối ngoại mà Mỹ đạt được với khu vực này. Trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới châu Á lần này thì ông Antony Blinken, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có buổi điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ về chính sách tái cân bằng của Nhà Trắng tại châu Á-Thái Bình Dương. Ông Blinken khẳng định trong 7 năm qua chiến lược tái cân bằng đó được thể hiện bằng nhiều khía cạnh, đó là củng cố quan hệ chiến lược kinh tế và ngoại giao của Mỹ với khu vực tương xứng với tầm quan trọng. Mỹ đã hỗ trợ các đồng minh làm sâu sắc hơn quan hệ với các cường quốc mới nổi, tăng cường thể chế khu vực, thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường sự hiện diện quân sự, thúc đẩy cải cách dân chủ và tạo ra các mạng lưới mới của mối quan hệ ba bên và đa phương. Nhà Trắng đã củng cố và hiện đại hóa các liên minh cốt lõi với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Australia.
đã xây dựng được một mối quan hệ mới với Trung Quốc dựa trên thực tế hợp tác rộng lớn hơn về những thách thức toàn cầu, trong khi cố gắng giải quyết hoặc thu hẹp và tránh xung đột Mỹ-Trung. Mỹ đã tạo ra các mối quan hệ mới với Việt Nam và Myanmar. Mỹ và Việt Nam đang mở rộng thêm mối quan hệ trong các lĩnh vực thậm chí không thể tưởng tượng được ở một thập kỷ trước đây, từ hợp tác quân sự tới quyền con người để gìn giữ hòa bình. Mỹ đã duy trì và tăng cường sự cam kết với các tổ chức của khu vực như Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, APEC, ASEAN, mạnh mẽ thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư, trong đó đóng vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Về quân sự, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu triển khai gần 60% hải quân trong khu vực vào cuối thập kỷ này. Những tuyên bố vừa rồi của ông Antony Blinken là bản tóm tắt đầy đủ về những cái điểm đạt được trong cái chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Dưới góc độ là một nhà nghiên cứu thì ông có thể nhận định gì về những cái ý nghĩa của các động thái này cho tới nay với Nhà Trắng? Vâng, những cái bước mà Mỹ triển khai trong hai cái nhiệm kỳ của ông Obama liên quan tới châu Á-Thái Bình Dương tôi cho rằng là nhất quán và nó có cái ý nghĩa sâu sắc đối với nước Mỹ. Bởi vì khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay đang là một khu vực phát triển năng động, là một khu vực trung tâm quyền lực mới nổi lên ở khu vực và trên thế giới. Và ở đây đấy, đặc biệt là khu vực Tây Thái Bình Dương, nước Mỹ có nhiều đồng minh, nước Mỹ có nhiều đối tác và nước Mỹ có nhiều bạn bè. Ngay cả với Trung Quốc, nước Mỹ cũng khẳng định là Mỹ hoan nghênh cái sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và Mỹ muốn Trung Quốc trở thành cường quốc có trách nhiệm cùng đóng góp để xây dựng cho một cái trật tự thế giới mới. Do vậy mà có thể nói là khẳng định là ở đây Mỹ có tất cả các cái loại lợi ích mà Mỹ mong muốn và nó là cái tiền đề quan trọng để xây dựng một nước Mỹ phát triển ổn định thịnh vượng lâu dài về kinh tế, về thương mại, về an ninh quốc phòng. Và tôi nghĩ rằng là những cái chính sách mà Mỹ, mà ông Blinken vừa mới phát biểu, nó cho thấy cái sự nhất quán cũng như là với những tuyên bố của ông Obama trong chuyến đi vừa rồi. Tôi thấy nó có một cái sự tiếp nối và đó là cái tiền đề quan trọng để Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới. Vâng. Những chuyển dịch mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và các đồng minh và đối tác qua cái chuyến thăm lần này thì sẽ tác động như thế nào tới sự cân bằng chiến lược của khu vực thưa ông? Về tác động thì chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay quan hệ của Mỹ với các đối tác ở khu vực nó đang thay đổi về chất và nó sẽ tác động rất mạnh trước hết là với các cái chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Cái việc mà Mỹ ủng hộ luật pháp quốc tế, Mỹ tôn trọng và ủng hộ các cái trật tự thế giới đã được hình thành trong 70 năm qua sẽ có tác động rất mạnh tới cái tập hợp lực lượng. Tôi lấy ví dụ như hiện nay trong vấn đề cái vụ kiện ở Philippines chẳng hạn, dự kiến khoảng tháng 6, tháng 7 này thì Mỹ sẽ, tòa án sẽ có cái phán quyết. Và trước khi ra phán quyết thì hiện nay chúng ta thấy hai cái xu hướng trái ngược nhau. Nước Mỹ mặc dù chưa phê chuẩn cái công ước về luật biển năm 1982 nhưng lại là nước rất tích cực đi vận động các nước ủng hộ cái luật pháp quốc tế, ủng hộ cái phán quyết và tôn trọng phán quyết. Thế còn phía Trung Quốc thì lại ngược lại là họ tuyên bố là họ sẽ có những cái hành động hành xử riêng của họ. Cái điều đó cho thấy là cái tác động của cái chính sách này đối với khu vực nó sẽ đang sâu sắc và làm cho cái cạnh tranh giữa các nước lớn đối với khu vực nó cũng tăng lên. Một cái điểm nữa là ASEAN đang đứng trước những cái nhiệm vụ hết sức khó khăn khi mà cái sự cạnh tranh, nhất là cạnh tranh Mỹ-Trung cũng như giữa các nước lớn nó tác động rất mạnh vào đây. Từ đó nó đòi hỏi các nước ASEAN phải đoàn kết hơn, nỗ lực hơn. Nói tóm lại là cái sự tác động của cái chính sách tái cân bằng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương nó đang ngày một rõ, làm thay đổi cơ bản, bản chất của quan hệ Mỹ với các nước trong khu vực. Từ đó nó tạo ra một cái sự cạnh tranh quyết liệt hơn giữa các nước lớn, nó làm cho các nước khu vực phải có những cái tính toán, cái sự cẩn thận trong việc xử lý quan hệ với các nước lớn. Vâng, trở lại với những cái điểm dừng chân ấn tượng ở trong cái chuyến công du châu Á lần này của ông Barack Obama, ông có cho rằng là với cái chuyến thăm tới Hiroshima thì quan hệ đồng minh Nhật Mỹ sẽ bước lên một cái tầm cao mới và nó sẽ có ảnh hưởng, có tác động như thế nào tới những cái mối quan hệ ở khu vực Đông Bắc Á? Vâng, đối với cái chuyến đi Hiroshima của ông Obama thì ông Obama là người đầu tiên, là tổng thống tại vị đầu tiên đến thăm Hiroshima. Mặc dù ông không đưa ra một cái lời xin lỗi chính thức nào, nhưng mà rõ ràng là nó có tác động rất sâu rộng, không chỉ trong nội bộ Nhật mà trong nội bộ cả nước Mỹ nữa. Và nó sẽ có một cái tác động tôi cho rằng là sâu sắc. Ở đây nó tác động đối với các nước mà có ảnh hưởng rất lớn trong cái chiến tranh thế giới thứ hai, ví dụ như với Triều Tiên, với Hàn Quốc chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi này nó thực sự là một cử chỉ hòa giải. Với quan hệ Nhật-Mỹ thì nó sẽ tạo một cái nền tảng tốt hơn, một cái sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau hơn để hai bên xích lại lẫn nhau
gần hơn. Thế còn đối với các nước trong khu vực, trong đó đặc biệt là đối với bán đảo Triều Tiên hay là với Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng là cái quan hệ của Trung Mỹ với các nước ở khu vực này nó cũng sẽ tác động theo chiều hướng thuận. Nó làm cho cái vị thế của Mỹ sẽ trở nên gần gũi hơn và nó sẽ là tiền đề để nước Mỹ có thể có những cái quan hệ lâu dài, ổn định và bền vững không chỉ với Nhật Bản mà với còn cả các nước trong khu vực, nhất là với Triều Tiên và với bán đảo Triều Tiên. Vâng. Còn với quan hệ Việt-Mỹ thì ông có thể hy vọng gì về cái sự phát triển sau chuyến thăm này? Sau chuyến thăm này thì tôi kỳ vọng là quan hệ Việt-Mỹ sẽ thực sự bước sang một chương mới. Hai bên đã bình thường hóa thực sự quan hệ và quan hệ Việt-Mỹ sẽ mở ra nhiều cơ hội. Một là để xây dựng lòng tin ngày càng vững chắc hơn. Hai là hợp tác thì ngày càng mở rộng và sâu sắc hơn. Nó tạo ra cái sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng lớn. Về mặt kinh tế thì cái việc mà chúng ta dự kiến sẽ phê chuẩn TPP trong tháng 7 tới thì chúng tôi kỳ vọng rằng là Mỹ cũng sẽ làm tương tự. Không chỉ có việc thực hiện cái TPP mà chúng tôi kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho các hàng hóa và sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Mỹ sẽ giúp Việt Nam về mặt trợ giúp kỹ thuật cũng như là công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và đối xử với Việt Nam một cách bình đẳng hơn trong các mối quan hệ kinh tế thương mại. Thế còn về hợp tác an ninh quốc phòng thì việc Mỹ dỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương nó có ý nghĩa rất là lâu dài. Mỹ Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình bảo vệ an ninh và cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình. Nhưng mà ở đây tôi cũng phải khẳng định là chính sách đối ngoại của Việt Nam là hòa bình và hòa hiếu. Chính sách quốc phòng của Việt Nam là tự vệ. Và chúng ta nhất quán cái chủ trương chính sách là tích cực đóng góp cho hòa bình ổn định. Dù có phát triển quan hệ an ninh quốc phòng với ai, mua vũ khí của ai thì chúng ta cũng chỉ có mục tiêu là tự vệ và đóng góp ngày càng tích cực hơn nữa cho cái hòa bình ổn định ở khu vực. Thế còn ở đây tôi kỳ vọng nhất vào cái hợp tác giáo dục và hợp tác về khoa học công nghệ. Với cái trường đại học Fulbright đã mở ra một cái trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và với cái cơ hội mới cho về hợp tác giáo dục đào tạo thì tôi kỳ vọng rằng là tới đây sẽ có nhiều thanh niên Việt Nam sẽ được hưởng cái nền giáo dục tiên tiến và từ đó sẽ đóng góp tích cực cho cái sự phát triển của đất nước. Cái quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp, giữa các cái ngành nghề các địa phương của hai bên cũng sẽ thúc đẩy cái chuyển giao công nghệ, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tôi kỳ vọng đó sẽ góp phần rất lớn vào cái sự phát triển xây dựng đất nước của chúng ta. Ngoài ra thì hai cái lĩnh vực khác không thể không nhắc tới, đấy là giao lưu nhân dân sẽ ngày càng được mở rộng và cái việc hợp tác để khắc phục, giải quyết những cái hậu quả chiến tranh để lại. Nói tóm lại là quan hệ Việt-Mỹ sau cái chuyến đi này sẽ mở ra nhiều cái kỳ vọng mới, nhiều cơ hội mới và quan hệ Việt-Mỹ đã thực sự sang trang. Tôi kỳ vọng nó sẽ là một cái đà để đưa quan hệ Việt-Mỹ bước vào một cái giai đoạn 20 năm mới, thịnh vượng, phát triển và có lợi không chỉ cho hai nước mà cho hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, những bước tiến trong mối quan hệ Việt Nam và Mỹ đang được đánh giá là không thể tưởng tượng được với cả những quan chức ngoại giao ở Nhà Trắng. Kết thúc những phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Barack Obama đã hàm ý sâu sắc rằng những gì đạt được ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai. Ông trích dẫn câu kiều rằng trăm năm cũng từ đây của tin gọi một chút này làm ghi. Với những việc làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương, chính quyền Obama đã chứng tỏ rằng nước Mỹ không phải là một tiếng nói trung lập, là một lực đẩy tái cân bằng từ bên ngoài với châu Á-Thái Bình Dương mà đã trực tiếp can dự vào các vấn đề bên trong khu vực. Một khu vực mà họ coi là mang ý nghĩa chiến lược sống còn đối với nước Mỹ. Những bước đi lịch sử được tạo ra trong chuyến công du lần này của ông Obama tới châu Á đã cho thấy rằng Nhà Trắng hiện nay đã sẵn sàng vượt qua những cản trở đầy ám ảnh của quá khứ để đạt được những mục tiêu cao hơn trong những mối quan hệ ở châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta cũng có thể thấy ý tưởng này hiện diện trong nhiều bước đi chiến lược mà ông Obama thể hiện trong một số hồ sơ lớn khác của nước Mỹ qua các sự kiện như là phá băng quan hệ với Cuba hay tiến hành những cái bắt tay lịch sử với Iran. Chúng ta cần phải cân bằng giữa cô lập và đối thoại, giữa sức ép và sáng kiến. Tôi biết rằng cấm vận, lên án mà không có đối thoại thì sẽ chỉ duy trì hiện trạng tiêu cực. Phát biểu của ông Obama khi nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2009 đã phần nào nói lên được đường lối đối ngoại của vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ trong suốt thời gian nắm quyền của mình. Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ với các nước đồng minh, dấu ấn đối ngoại của ông Obama được thể hiện bằng việc sẵn sàng tìm cách phá băng những mối quan hệ thù địch tưởng chừng như không thể giải quyết được. Ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào tháng 3 năm 2016, sau hơn 50 năm thù địch trong quan hệ hai nước.
Nếu bạn cứ liên tục làm một việc sau hơn 50 năm mà không có hiệu quả, thì bạn cần phải làm một điều gì đó mới mẻ hơn. Qua hơn nửa thế kỷ, việc một Tổng thống Mỹ có mặt tại La Habana là điều không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng giờ là một kỷ nguyên mới cho quan hệ hai nước. Trong quan hệ với Iran, sau 34 năm căng thẳng kể từ cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979, chính ông Obama đã tiến hành cuộc điện đàm lịch sử với người đồng cấp Hassan Rouhani vào tháng 9 năm 2013, mở đường cho các cuộc đối thoại giữa Mỹ, Iran cùng 5 quốc gia khác về vấn đề hạt nhân Tehran. Cuối cùng thì Mỹ và các đối tác của mình trong nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran vào tháng 7 năm 2015. Thỏa thuận này đã chứng tỏ ngoại giao có thể đem lại những sự thay đổi thực chất và ý nghĩa. Những sự thay đổi đó có thể giúp nước Mỹ và thế giới trở nên an toàn hơn. Mới đây nhất, việc ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Hiroshima, thành phố của Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử năm 1945, đã gửi đi thông điệp rằng những cựu thù trong chiến tranh có thể trở thành đồng minh với tầm nhìn chung. Hình ảnh ông Obama ôm một nạn nhân sống sót tại Hiroshima đã cho thấy một cấp độ mới về sự hòa giải giữa Mỹ và Nhật Bản. Cùng với đó là những thông điệp hòa bình. Trong suốt hai nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thúc đẩy chính sách tái cân bằng với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính ông Obama là người đã thúc đẩy mạnh mẽ để Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất trong lịch sử được ký kết vào đầu năm 2016. Ký kết TPP là một thắng lợi cho 12 quốc gia tham gia TPP khi nó sẽ góp phần gỡ bỏ rất nhiều loại thuế quan, đặc biệt là thuế đánh vào hàng hóa. TPP sẽ gỡ bỏ những rào cản và mở ra thị trường mới. Quan hệ với ASEAN được ông Obama đặc biệt chú trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với dấu ấn đậm nét là việc lần đầu tiên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với cả 10 nhà lãnh đạo ASEAN tại Sunnyland, bang California hồi tháng 2 năm 2016. Trong đó, Mỹ đã lần đầu tiên tuyên bố sẽ duy trì đối thoại chính trị thường niên ở cấp lãnh đạo nhà nước và chính phủ với ASEAN. Ông Obama cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ với Việt Nam khi cùng Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang xác lập quan hệ đối tác toàn diện hồi tháng 7 năm 2013. Việc đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng hồi năm 2015 đã thể hiện sự tôn trọng thể chế của Việt Nam. Và mới đây nhất, tuyên bố sẽ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam của ông Obama đã chính thức bình thường hóa hoàn toàn quan hệ hai nước, vốn đã từng là cựu thù trong chiến tranh. 7 năm sau khi Tổng thống Barack Obama khởi xướng tầm nhìn của ông ở châu Á-Thái Bình Dương, sự gắn kết của Mỹ với các đối tác ở khu vực đang ngày càng bền chặt. Vừa rồi là những cái điểm nhấn ấn tượng trong cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama trong hai nhiệm kỳ. Ông có bình luận gì về những cái thành tựu này và cái sự tiếp nối mà ông có thể để lại cho những người kế nhiệm tại Nhà Trắng ạ? Vâng, nhìn lại hai nhiệm kỳ của ông Obama có thể thấy rằng riêng về mặt đối ngoại thì ông đã để lại được một cái di sản rất là đồ sộ, rất là đậm nét. Có thể nói là sau 10 năm chống khủng bố từ 2001 cho đến 2010 thì nước Mỹ đã cơ bản đạt được những mục đích của họ về vấn đề chống khủng bố. Do vậy mà khi ông Obama lên cầm quyền thì ông đã điều chỉnh chính sách, thực hiện một cái chính sách mới xoay sang châu Á-Thái Bình Dương. Trong cái thời kỳ 2 năm ông ấy cầm quyền thì giống như những gì mà chúng ta đã nhìn trên cái bảng tổng kết vừa rồi thì có thể nói là ông ấy đã đạt được một loạt những cái dấu ấn, và tôi cho rằng là ông Obama là một trong những tổng thống dọn dẹp hầu hết tất cả những di sản còn lại của quá khứ và mở ra một cái tương lai mới, một cái nền tảng mới cho nước Mỹ trong việc xây dựng cái quan hệ với các nước ở khu vực cũng như trên thế giới. Riêng đối với châu Á-Thái Bình Dương thì tôi cho rằng là cũng nhờ ông Obama mà châu Á-Thái Bình Dương đã một lần nữa trở lại đúng trung tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Và trong cái chính sách tái cân bằng này thì ban đầu tiên họ chủ yếu thiên về an ninh quốc phòng. Nhưng khi TPP được đàm phán thành công thì có thể nói rằng chính sách này đã đi bằng hai chân một cách rất là bền vững. Một chân an ninh quốc phòng, một chân về kinh tế thương mại. Và không chỉ có trong lĩnh vực như vậy, gần đây với cái cử chỉ hòa giải, nhất là trong cái chuyến đi vừa rồi thể hiện rất là rõ, và những cơ hội mở ra về hợp tác giao lưu nhân dân, kể cả với những nước mà trước đây có nhiều vấn đề do lịch sử để lại như Nhật Bản, như Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng là nước Mỹ đã đặt ra một cái, có thể nói là một tấm gương về hòa giải những nước giữa một cường quốc với những nước vừa và nhỏ ở khu vực,
mặc dù có những vấn đề nhưng mà sẵn sàng vượt qua để cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi tin rằng là cái chính sách này, cho dù ông Donald Trump hay là bà Hillary Clinton lên, dù là đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, thì cũng sẽ được tiếp tục ở một mức độ rất là cao. Bởi vì những di sản để lại như thế này, tôi lấy ví dụ như TPP chẳng hạn, không thể dễ dàng bỏ đi trong một sớm một chiều. Không những vậy, nó còn có rất có lợi khi mà châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp tục trỗi dậy. Và với những đối tác như Việt Nam chẳng hạn, chúng ta đang và sẽ trở thành một trong những đối tác quan trọng, không chỉ của Mỹ mà của tất cả các nước ở khu vực, của hòa bình, ổn định ở khu vực. Do vậy mà dù Mỹ hay dù là Nhật Bản hay dù Trung Quốc thì tất cả đều phải tính tới trong cái quan hệ với Việt Nam. Và vì vậy tôi tin rằng là dù là ai lên nắm quyền tới đây thì cái di sản của ông Obama sẽ được tiếp tục, và ông Obama sẽ được nhắc đến như là một trong những tổng thống có nhiều công lao đóng góp đối với đối ngoại cũng như đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, nhất là trong quan hệ với Việt Nam. Xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, việc hàn gắn những vết thương mang ý nghĩa lịch sử, vượt qua những trở ngại của quá khứ sẽ luôn tạo động lực để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Điều đó không chỉ có ý nghĩa trong các mối quan hệ song phương mà tinh thần đó sẽ thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề trong khu vực. Tình hình châu Á-Thái Bình Dương luôn tiềm ẩn các rủi ro với các mâu thuẫn và lợi ích đan xen. Vì vậy, những bước đi giúp tạo ra khuôn khổ mới, thúc đẩy lòng tin chiến lược với các đối tác và đồng minh của Nhà Trắng lần này sẽ có giá trị lớn, không chỉ với Tổng thống đương nhiệm và với những người sẽ kế nhiệm ông Obama trong nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng tôi sẽ kết thúc chương trình Toàn cảnh Thế giới tuần này tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.